ស្ត្រីក្នុងវិស័យព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែ9.4%នៃអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងអ្នកយកការមិនឯករាជ្យទាំងអស់ស្ត្រីមានតែ9.4%ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានគឺប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ជាពិសេសបើសិនជាចង់យកព័ត៌មានណាដែលហៅថាព័ត៌មានក្តៅព័ត៌មានក្តៅគឺជាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងអំពើពុករលួយរឿងនយោបាយលក្ខណៈឡាអញ្ចឹងការប៉ះពាល់ដោយរូបភាពណាក៏ដោយតើស្ត្រីរំលែងស្ត្រីហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយអំពីវិស័យព័ត៌មាននេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំយល់ឃើញថាក្រសួងកិច្ចការនារីត្រូវតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការចាត់វិធានការជារដ្ឋបាលខ្ញុំចង់ឃើញលោកជំទាវអង្គថាពវីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានភាពក្លាហាននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងពី
phiếp cọ cái mình mẹ tam xa mũi thế sẽ cái cai cam mũi cái phiệp cọ cái nào là vật thầm miên rồi bao nhiêu chưa mũi nó có xuống cái cái này đi miên thả ăn bồi tiết cứ sập phía nó rót sập phía để miên cả nặng cam cá đi bằng bay mơ rương cách ca sầm cốm nằm lại sập đấy sập đấy hai đánh rương cam cỏ sa hạ chip để ở này ta nè đầm nang đi chứ sập đấy nó ta cả nặng cam cá đi bằng bay này sập phía nặng nặng rót sập phía thưa ai bê bồ rót chú chạp chứ bị sập đấy ta thưa ai miền ca yên khăm mát thế, ô chết thế đã đừng quỳ thưa chị đầm nang đi hai mà đai hiên thì dễ mà mắt nó ô chết thế, miền mô tận nạp thiếp đi miền đầm lấy đi đầm bay ca phía sợi dây mà lu tra tại dương miền phía kha han ông hai mơ thắc luôn miền phía kha han chi nè đắc nuông đầm bay ca phía vật bạc nâng tới ca phía kha han courage